nay mình xin hướng dẫn các bạn cách xúc ống mực thải khi báo lỗi SC495 của máy MB 6001, 7001, 8001, MB 6002, 6002, 7502 vân vân. Đầu tiên mình mở hai chụp nhựa của nắp lưng ra, rồi sau đó mình sẽ mở cái hộp container ra. Ở đây nó có 3 ốc. Mình sẽ bật cái men này ra, cách mở mấy ốc này ra. Ở đây mình muốn dễ mình mở cái bát này ra, nó có 2 ốc. Cái bát đứng này luôn nó cũng có 2 ốc. Mình bỏ bánh chén này ra. Mình sẽ xúc ống cái đường ống này, ống trắng này, đường ống ngang và đường ống đứng này. Bây giờ mình mở cái đường ống đứng này trước, rồi mở cái chụp cái lát này ra, nó có 2 ốc. Ở đây ở dưới đây nó có một cái bát này, nó có một con ốc. Mình mở cái cây sắt này ra, ở đây nó có móng ngựa, mình lấy ra. Rồi mình lấy cây sắt này ra, dở cái này lên, mình lấy cây sắt này ra. Rồi mình mở cái quạt này ra. Ở đây mình sẽ rút cái con sensor này ra để mình lấy cái ống đứng này ra. Rồi, khi rút ra, khi mà các anh chị các bạn ráp vô thì nhớ cắm cái dắt này vô, sensor này vô xong rồi nó sẽ báo 590. Rồi ở đây mình cái container này nó giống như một, nó có hai cái bản lề thì mình dỡ này lên đó. Mình mở con ốc cặp thông ở đây. Rồi mình sẽ lấy cái đứng ra. Rồi mình bỏ cái phần trên lơ vô lại, cái hộp này lại. Rồi mình vệ sinh ống này bằng cách là mình gỡ cái ống này ra, mình sẽ dỗ cho mực nó rớt xuống hết đây, rồi mình sẽ lấy cọ mình quét sạch cái đường colosol này. Xong khi mình làm vệ sinh sạch sẽ thì mình gắn cái ống này lại. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái ống ngang. Rồi, mở ống ngang thì ở đây nó có một cái chốt, thì mình dỡ cái chốt này lên, lấy cái chập này đi ra. Rồi, ở đây mình sẽ tháo cái dắt motor này ra, tháo cái dắt bo phân cực này ra, lấy một cái dắt ở đây để mình lấy cái ống ngang ra cho nó dễ. Ở đây mình tháo cái dắt này ra để cho mình để mình luồn cái ống ngang ra. Rồi, rút cái dắt motor để gít ra. Bây giờ mình sẽ tháo cái bo này ra. Cái bo này nó có 3 ốc. Đây là con bo. Các bạn kiếm một cái vít nó hết được chứ không nó sẽ bị rớt ốc trong máy. Ở đây nó có một con ốc này. Cảm thấy cái mũi vít nó rộng.
Nó có một ốc ở đây thì các bạn mở ốc đây để cái bo này nó còn một ốc ở đây nữa. Bao mà. Rồi. Khi mình mở cái bo này xong thì mình sẽ là ở một thải này nó sẽ có một con sensor có dắt ở đây. Các xem mình mở cái dắt của con sensor này ra. Rồi mình lấy mình gỡ ra. Rồi anh chiếu sách của mình này. Anh qua đây, anh chiếu qua đây cái chỗ này. Vì cái dây cô đo này quan trọng lắm nha các bạn. Các bạn phải coi cái chiều của nó trước khi mình mở ra. Chứ không thôi mình sẽ lắp không vô, nó sẽ báo 495 nữa. Mình coi kỹ nhất cái cô đo này, mình nên chụp hình trước khi mình mở ra. Chứ không thôi là mình sẽ không có nhớ được cái cách mà cái đường dây cô đo này. Các anh chị, các bạn nhớ là cái vị trí dây cô đo này nha. Trước khi mở mình phải chụp hình hoặc mình quay phim trước để coi cái vị trí nó nằm ra sao. Mình hãy mở. Rồi bây giờ cái ống mực thải này nó ở đây, nó có ở đầu chụp này nó có hai ốc, một cái ốc nó nằm ở dưới đây. Rồi một con ốc nó nằm trên vị trí này. Rồi khi mình mở xong mình sẽ lấy cái ống ngang này ra. Rồi. Ở đây mình xúc bằng cách là gỡ cái chụp này ra, mình cũng rút cái ống này ra, mình đập cho nó rớt hết mực, mình rớt sạch sẽ cái lò xo này. Rồi mình sẽ có bình xịt hoặc giờ hơi để mình sẽ xịt sạch sẽ con sensor này, còn không có mình lấy khăn mình lau sạch sẽ cái con sensor ở đây cho nó sạch sẽ cái con sensor này. Rồi sau đó mình sẽ gắn lại cái ống này mình lại. Rồi mình gắn cái chụp này vô, bây giờ mình đẩy vô lại. Con ở trên đây. Rồi khi mình bắt cái ống này, cái chụp này xong, cái đường ống này xong, mình sẽ cắm cái dắt con sensor này vô. Nếu mình không cắm này nó chỉ để báo 495. Các bạn nhớ cắm cái dắt con sensor này vô nha. Rồi, mình cho nó vô cái chốt này. Rồi các bạn chú ý bắt đừng cái để cắn dây. Rồi, sau đó mình sẽ ráp cái bo này. Để bo này vô ráp và ráp lại. Bắt ba ốc lại.
nhớ chú ý ốc đừng có bắt ốc lộn, nó có ốc đầu bự đầu nhỏ nha các bạn nha anh chị. Rồi ở đây nó có hai ốc, còn một con nó nằm ở trong phía trong nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn cái lò, gắn cái con dây vô. Các anh chị nhớ khi mà trước khi mình mở mình phải coi cái chiều hướng nó gắn như thế nào, mình hãy mở ra rồi xong mình sẽ chụp hình hoặc quay phim khi mình gắn lại. Cái dây cô ròn nó phải đi theo cái dây cô ròn nó phải theo cái chiều này nha các anh chị nha, các anh chị và các bạn nha. Dù mình còn trước khi mình mở mình phải chụp hình trước hoặc mình quay phim xem mình coi cái chiều nó gắn sao, chứ mình đừng cứ gắn lộn, nó sẽ báo 4-9-5. Rồi khi cái này mình gắn dây cô ròn vô, bắt đầu mình sẽ bắt cái ống một thải khoảng đứng nè, gắn cái chốt bên đây. Hoa sen này mình sẽ giật lên cho nó hở, giật lên cho nó hở để mình để vào cái lỗ này mình sẽ nhấn xuống. Okay, rồi bây giờ mình mới để cái ống mực thải mực đứng vô. Nhưng mà các anh chị nhớ ở đây nó có hai có khớp này, các anh chị và các bạn nhớ ở đây nó có khớp này, thì cái khớp này nó phải nằm vô cái khe này, chứ không thôi là mình mà bắt lộn mình sẽ đút cái hộp từ nó sẽ ở phía trước, nó sẽ không vô, nó bị cấn. Nhớ cái chốt cái khe này nó phải nằm trong cái khe sườn này. Rồi mình để cái ống vô. Rồi mình dỡ cái hộp lên đó, mình để vô cái khe này, cái khớp cái khe đó. Khi các anh chị và các bạn bắt vô rồi, mình nhớ cắm cái con sensor này vô. Rồi bây giờ mình để cái sắt vô cái lỗ này. Sau khi bắt cái sắt xong mình sẽ gắn cái phe. Rồi bây giờ mình tiến hành mình cắm mấy cái dắt hồi nãy lúc đầu ban đầu mình đã gỡ ra, mình cắm dắt motor này vô. Sau khi mình cắm mấy cái dắt đã xong thì mình sẽ gắn cái thanh sắt này vô. Mình sẽ bắt một.
À, khi mình bắt hai miếng sắt này xong, mình sẽ bắt cái quạt này vô. Chúc anh chị và các bạn thành công. Xin chân thành cảm ơn.